Hai cả nhà, hôm nay thì Linh dắt cả nhà đi ăn kem ở cái tiệm kem gọi là ngon nhất ở thành phố của Linh. Mà theo Linh đó nha, là ngon nhất ở cái châu Âu luôn á. Tại Linh đi cũng mười mấy nước châu Âu và châu Á, và cũng nhiều nước châu Á. Thì Linh thích cái tiệm này nhất. Và sau khi quen thì chỉ ăn ở cái tiệm này thôi. Hôm nay là trời ấm, không còn lạnh chứ sorry, cho nên không có nhiều người ở đứng đây đợi. Nhưng mà trước khi mà mùa hè thì đợi đây đông lắm. Đây là hàng người đang đứng đợi ăn kem. Cái tiệm kem này á, chỉ mở cửa vào bây giờ nè, cuối tháng 3. Cuối tháng 3 cho đến khi mà mùa đông á, ta Linh quên mất cái tháng của nó mở cửa. Hình như là tới tháng 10 gì đó, tháng 10 là tháng 10, tháng 11 gì đó là sẽ đóng cửa. Và không mua bán gì cả, chỉ đóng cửa thôi. Và mở mấy tháng mùa hè. Cái tiệm này nhỏ nhưng có mùi rất là nhiều, mùi vị rất là ngon. Chúc Linh vào trong, Linh sẽ quay tiếp nhé. Ở đây họ có đủ các loại kem hết, kem chocolate nè, kem xoài nè, kem mấy cái hạt đậu nữa nè. Linh thích nhất là cái kem mà là quark brioche, tại vì nó giống như có cái mứt trái cây á, mình ăn nó không có ngán. Nếu mà ai muốn tới đây mà thử các loại kem mà mình chưa từng ăn á, mình hỏi thì họ sẽ vít cho mình một chút để mình thử, và nếu mình thích thì mình có thể mua cái loại đó, còn không thì thôi. Linh đã mua cái kem này. Cái kem này là ở đây kêu là Quark Bosch, mà nếu mà gọi là của người Mỹ á, thì họ nói là cheese á. Thì Linh thấy ăn cái này rất là ngon, chua chua ngọt ngọt. Cái kem ở cái tiệm này á là ở giống như là của nhà làm á cả nhà, không phải là mua ở trong siêu thị. Nếu mà mình đi mấy cái chỗ giống như du lịch ở mấy chỗ khác á, thì thường là thấy kem của họ trang trí rất là đẹp, nhưng mà ăn thì nó không có ngon, nó giống như hơi bị đá vậy đó. Còn cái kem này nhờ cái kỹ thuật đánh cho nên nó rất là mịn và ngon. Và để Linh quay cho mọi người coi cái thành phố này, dừng lại ăn cái đã. Rồi, ở đây nè, cái thành phố này nè, mọi người thấy không? Phía sau Linh á rất là đẹp, để Linh quay lại cho mọi người coi nha. Cả nhà thấy đẹp không nè? Quá trời đẹp luôn đúng không? Đây là một cái phần thứ hai của thành phố Linh đang ở. Thì lần trước Linh quay mọi người có xem clip quá lờ thành phố yên tĩnh rồi đó. Thì nơi này có dọc bờ sông nè, và cái thuyền trước cái mặt của mình á, không phải là thuyền để đi lại mà là cái nhà hàng đó. Nhà hàng này là bán bánh xèo của Hà Lan. Thì có dịp á, Linh đã có quay cái clip về bánh xèo của Hà Lan rồi, nhưng mà sau này Linh sẽ quay cho mọi người xem về quay lại. Hồi đó Linh quay nhưng mà ít người xem quá, bây giờ Linh sẽ quay lại cho mọi người xem cho nó tốt hơn nha. Mọi người thấy không, ở đây người ta ngồi người ta ăn kem quá trời luôn đó nè. Đó. Và kem hồi nãy Linh mua là một cái viên kem cái bắt của Linh, và tụi nhóc á nó ăn thì nó ăn bằng cái cây này nè, để Linh quay lại cho mọi người coi. Nó ăn rồi. Kỳ quá. Thì cái mùi này á là mùi bạc hà nè và xoài. À, thì nói chung là mua ba cái như vậy là 9 đồng. Còn bên đây là cái thuyền này cũng là nhà hàng nữa nè. Mà Linh không biết nhà hàng gì nữa, tại mấy lần trước có tới đây coi xong hình như là cái thuyền khác, bây giờ lại là một cái thuyền khác nữa. Mọi người có dịp đi qua Hà Lan chơi, ghé thành phố của Linh nha. Ngoài những cái thành phố lớn á, thì mấy cái thành phố của Hà Lan nhỏ nhỏ cũng đẹp lắm. Cái chỗ này nè mọi người xem á, đây là những cái pháo đài, những cái tường của ngày xưa người ta xây dựng để mà giống như là gọi là gì ta, protect là gì ta, là bảo vệ thành phố. Nhưng bây giờ thì tất nhiên theo thời gian và theo cái những cái diễn biến lịch sử thì nó đã bị hư rồi, nhưng vẫn giữ lại để cho du khách xem và để giữ lại một phần lịch sử trong cái thành phố của mình ở. Hải Âu. Thôi giờ nó bảo tiêu rồi, không thấy. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh nha. Hẹn mọi người lần sau. Bye bye. Chúc mọi người một ngày thật vui. Nhớ subscribe, like và share cho Linh nha. Bye bye cả nhà.